Xin phó thác trong tay Chúa những khi vui mừng hoặc những lúc con đau buồn, mỗi khi đời con gặp những nỗi lo âu khó khăn, và mỗi khi tim con ngập tràn hạnh phúc dâng một hẹn vấp ngã đã bao nhiêu lần tội lỗi, cám dỗ con luôn mãi đã khiến hồn con xa Chúa ơi. Nhưng tim con nay sẵn sàng đón Chúa đến ban ơn lành, tha thứ hết bao lỗi lầm và thành hoa tâm. Những đớn đau trong kiếp người sẽ mau phai tàn cùng những tháng năm trong qua, vẫn luôn còn mãi tình Chúa đã mến yêu thế chân, thập giá kia hy sinh thân mình để cứu muôn người. Chúa con tuy mòn hèn vấp ngã đã bao nhiêu lần tội lỗi, cám dỗ con luôn mãi đã khiến hồn con xa Chúa. Nhưng tim con nay sẵn sàng đón Chúa đến ban ơn lành, tha thứ hết bao lỗi lầm và thành hoa tâm hồn con. Cha ấm áp như vầng thái dương.
ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu yêu, và còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào có phải trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người. Và con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho sách sách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào có phải trong lòng. Thưa quý công đoàn nhận diện, được tin báo buồn của gia đình, trước hết con chuyển lời chia buồn sâu sắc của cha xứ, cha phó, quý thầy, quý dì, kính chúc hội đồng mục vụ giáo xứ và toàn thể cộng đoàn giáo xứ Đền Thánh có lời phân ưu sâu sắc đối với gia đình gia ta. Con và Thánh Thần cầu xin Chúa Thánh Thần người thương thấm viếng hồn con, ban xuống cho con lòng ơn chan chứa, trao dồi cho đỡ chị em và ở cùng thầy. Anh chị em thân mến, giờ đây cộng đoàn chúng ta khởi sự nghi thức làm phép xác và phát tang. Chúng ta thành khẩn cầu nguyện cho linh hồn Đa Minh mới qua đời. Xin Chúa ban thưởng cho linh hồn Đa Minh sau khi kết thúc cuộc đời trần thế được về quê vui hưởng cuộc sống đời đời. Vì chúng ta tin chắc rằng sự chết chưa phải là kết thúc tất cả, nhưng là cửa ngõ tiến vào sự sống đời đời. Đối với những người tin vào Chúa Kitô, sự sống chỉ biến đổi chứ không bị tiêu tan. Linh hồn Đa Minh đã được chịu phép rửa tội, đã khởi sự đời sống vĩnh hằng ngay khi còn sống ở trần gian này. Chúng ta cầu nguyện cho linh hồn Đa Minh
hy vọng linh hồn đang minh được hưởng vinh quang phục sinh với Đức Kitô. Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ, miệng tôi lững vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát, ngàn dân tung hô tôi thân vinh phú. Khi dân sĩ on qua gọi kiếm lưu đầy, tôi vẫn cứ như còn sông hoài giấc mơ triền miên. Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ, miệng tôi đứng vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát, ngàn dân tung hô tôi thân vinh phú. Bài trích sách tiên tri Isaia: ngày ấy Chúa các đạo huynh sẽ tiếp đãi tất cả các dân trên núi này một bữa tiệc, và trên núi này người sẽ cất chiếc khăn tang bao trùm muôn dân và tấm khăn đệm trải trên mọi nước, người tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt và cất khỏi mặt đất sự tủi hổ của dân người, vì người đã phán như vậy. Và ngày đó người ta sẽ nói: này đây Chúa chúng ta đã chờ đợi người, và người sẽ cứu chúng ta. Người là Chúa, nơi người chúng ta đã tin tưởng. Chúng ta hãy hân hoan và vui mừng trong ơn người cứu độ. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Anh chị em thân mến, trong màu nhiệm phục sinh vinh quang, Đức Kitô đã chiến thắng tử thần và đem lại sự sống cho chúng ta. Với niềm tin tưởng, chúng ta thành tâm dâng lời nguyện xin. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho linh hồn đa minh vừa lìa cõi thế được hưởng hạnh phúc vinh quang của những người luôn tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho thân nhân và bạn hữu của linh hồn đa minh. Xin Chúa biến đổi đau thương thành niềm hy vọng vào sự sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng cầu xin cho công đoàn phong vũ họp nhau nơi đây, để nhờ gương lành của linh hồn đa minh, chúng ta can đảm thi hành ý Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống lại để ban cho chúng con sự sống vĩnh cửu. Xin thương nhận lời chúng con cầu khẩn mà ban cho linh hồn đa minh mau hưởng tôn nhan Chúa. Chúa là đấng hằng sống và hiến chi muôn đời. Amen. Làm phép quan tài, chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Cha, chúng con biết rằng khi thân xác của chúng con là ngôi nhà tạm ở dưới đất này bị sự chết phá hủy, thì chúng con lại có một nơi cư ngụ do Chúa dựng nên. Đó là ngôi nhà vĩnh cửu trên trời, không do tay người phàm làm ra. Lạy Cha, xin thánh hóa và chúc phúc cho chiếc quan tài này, cũng là chiếc áo, là nhà tạm cho thân xác yếu hèn hay hư nát của người anh em chúng con đây cư ngụ, để chờ ngày phục sinh trong quyền năng của Cha. Xin cho nhà tạm này được Cha thánh hóa và chúc phúc, trở nên nơi yên nghỉ bình an cho thân xác người anh em chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, xin làm phép thi thể của linh hồn đa minh với nước thánh, nhắc nhở bí tích rửa tội như Thánh Phaolô đã viết: tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Đức Giêsu Kitô,
tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Ngài, và chúng ta đã cùng chịu mai táng với Ngài, để như Đức Kitô nhờ vinh hiển Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì chúng ta cũng được tái sinh trong đời sống mới như vậy. Vì nếu chúng ta được liên kết với Ngài trong cùng một cái chết, giống như cái chết của Ngài, thì chúng ta cũng được hợp nhất với Ngài trong sự sống lại như vậy. Trong ngày lãnh nhận bí tích rửa tội, tôi tớ Chúa là linh hồn đa minh đã mặc lấy Đức Kitô. Vậy xin cho linh hồn đa minh cũng được mặc áo vinh quang trong ngày Đức Kitô đến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xa chưa cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Làm phép khăn tang, chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong tình yêu quan phòng của Chúa, Chúa đã thương ban cho con người có tổ tiên, có ông có bà, có cha có mẹ và có người thân trong gia đình, để con người được sinh ra, tăng trưởng và lớn lên trong tình thương ấm cúng của gia đình. Vì thế, Chúa dạy chúng con phải thảo hiếu với cha mẹ và biết ơn các bậc tổ tiên khi các ngài còn sinh tiền, cũng như khi các ngài khuất núi. Chúa cũng dạy chúng con phải tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã qua đời. Giờ đây chúng con xin Chúa đoái thương, làm phép và thánh hóa những tang phục này mà con cháu và gia đình của linh hồn đa minh sẽ mang trên đầu, làm dấu hiệu cho đạo hiếu thảo và lòng thương nhớ đến linh hồn đa minh. Xin cho con cháu và gia đình của linh hồn đa minh khi mang trang phục này được kiên trì trong lời kinh nguyện cho người quá cố và biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau trong tình đại gia đình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mời vị trưởng tập nhận tay. Mời cái gì hả? Sự sống này chỉ tay rồi giấc ngủ, bắn nhắm lại rồi là thấy tương lai. Trọn kiếp người này không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai ông bà Xuân và con chó cắt cút lên nhận tay. Chọn môn kiếm này dù sống hay chết tin còn ngày mai, dù sống không bón nhưng chỉ đổi thay. Lời Chúa mời bà Thu và con cháu nên nhận tâm. Xin Chúa hãy thương nhân lời con kêu. Mời ông bà Hiếu và con cháu nên nhận tâm. Mời tất cả những người có liên quan đến cụ lên nhân dân ta. Cùng vì lời Chúa ban đưa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ân. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân đưa Chúa trời đêm ngày hành trông cậy người do niên. Vì ngói lát nhận hành thay thương vô cùng, thế ta hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa xin ban cho linh hồn đa minh được nghỉ ngơi đời đời và được nghỉ yên. Amen. Lạy Cha, Cha đã gọi linh hồn đa minh ra khỏi thế gian này trở về với Cha. Xin cho người con của Cha đây, ngay từ giờ phút này được thoát vòng tội lỗi, được đón nhận vào nước Cha chọn,
chờ ngày thân xác phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Mẹ ơi, đời con dõi bước theo mẹ, lòng con quyết noi gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn nguy khó, niềm vui dâng tràn đầy đó, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay tương lai và suốt đời. Chúa ở cùng anh chị em. Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Tạ ơn Chúa. Chúng ta xin thay lời cho mẹ của con và anh em trong gia đình khi mẹ đội ơn Chúa. Chúng ta thầy cảm ơn quý vị. Quý cộng đoàn đã hiện diện có mặt trong buổi phát âm tay xin được nhận. Thank you.
biểu trở về với gia đình hiếu quyến vào buổi chiều hôm nay, dâng toàn hương thơm hoa tươi, quả ngọt lễ phẩm, dâng lời cầu nguyện lên trước linh hồn cụ Tam Minh thêm phần trọng thể. Đoàn dòng Bùi Văn Các làm trưởng đoàn đã tề tựu về tại Gia Tăng. Trước hết thay lời cho đoàn xin được gửi lời chia buồn cách riêng với ông bà Đoan nói riêng, cùng gia đình hiếu quyến nói chung, và đoàn có long trọng tổ chức chương trình dâng viếng trước linh hồn cụ Tam Minh vào buổi chiều hôm nay. Để đi vào chương trình lễ kính viếng linh hồn cụ, ban tổ chức lễ tang và gia đình trân trọng kính mời các vị đại biểu đại diện cho hội vui tuổi già xóm Tân Phú, các vị đại biểu đại diện cho chi hội phụ nữ xóm Tân Phú lên dâng trầm hương, hoa tươi, lễ phẩm lên kính viếng linh hồn cụ. Lễ viếng của đoàn xin được bắt đầu. Quý đoàn hướng tâm về trước linh sàng, dành một phút vĩnh biệt cụ, một phút bắt đầu. Thank you.
ngũ thông gia chúng con chẳng biết nói gì trước linh kiếu của chúng con, xin Chúa đón nhận những lời cầu nguyện của chúng con để dâng lên Chúa, và Chúa đón nhận lời cầu nguyện để ứng cho cụ. Xin mời cộng đoàn cùng anh em chúng con để dâng lời cầu nguyện cho cụ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần thank you.
thương tiếc của Đa Minh, trân trọng kính mời quý đoàn hướng tâm về trước linh sàng, dành một phút mặc niệm, một phút bắt đầu. Và một phút đã hết, xin mời quý đoàn chúng ta dâng lời cầu nguyện. Thank you.
trao rồi cho đã ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa hồi ta đôi nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấm cứu con ngày đêm, nhuần thân sáng hồn tràn đầy hôm sớm đi xa kia. Ngày ấy, Chúa các đạo binh sẽ tiếp đãi các dân trên núi này một bữa tiệc. Và trên núi này, người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân và tấm màn trùm lên muôn nước. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Đức Chúa là Chúa thường sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người. Và trên toàn cõi đất, người sẽ xóa sạch nỗi ô nhục của dân người. Đức Chúa phán như vậy. Ngày ấy, người ta sẽ nói, đây là Thiên Chúa chúng ta từng trông đợi người và đã được người thương cứu độ. Chính người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông, nào ta cũng hoan hỉ vui mừng bởi được người cứu độ. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Một người thân này đã ra đi, thân xác này trở về với đất. Do nước mắt vẫn đi nghẹn ngào mà tiếng khóc lao động thương đau. Lạy Chúa Giêsu Kitô, muôn thương xót và niềm vui an. Lạy Chúa xin hãy đau khổ, dọn đường vắng con càng tuôn tràn. Một vành khăn tang trắng trên đường, tưởng như người xa rời thương thế. Hàn nên lạy Chúa Giêsu Kitô, muôn thương xót và niềm vui an. Lạy Chúa xin hãy đau khổ, do đường mắng con đang tuôn tràn. Chỉ đến đi cả thời gian nơi đất cũng như trên trời. Và giáo họ thánh tâm chúng tôi được tin báo buồn ông Đa Minh Chúa gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Ông đã hoàn thành sứ mạng cuộc đời trần thế 103 năm. Lúc sinh thời, ông đã có lòng quảng đại giúp đỡ giáo xứ Tân Cường chúng tôi cũng như giáo họ Thánh Tâm những đồng tiền quý hóa để kiến thiết cũng như xây dựng giáo xứ được có ngày hôm nay. Để tưởng nhớ đến ông Đa Minh, các vị đại diện diện cho đoàn nên hương hoa thắp hương kính viếng, xin mời đoàn. Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thường thăm viếng hồn con, ban xuống cho con nồng ơn.
giác ổn tràn ngàn ơn tiếng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nơi Cha chỉ đến đi, Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Lạy Chúa Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, Chúa đã cho Na-za-rô đã chết được sống lại ra khỏi mồ. Xin cho linh hồn Đa Minh được hương phúc trường sinh. Xin ban cho linh hồn Đa Minh được hương phúc trường sinh. Lạy Chúa Kitô, Chúa hằng xót thương xoa dịu mọi nỗi khốn khó ưu phiền. Xin ban cho linh hồn Đa Minh được nghỉ ngơi đời đời. Xin ban cho linh hồn Đa Minh được nghỉ ngơi đời đời. Lạy Chúa Kitô, ai tin vào Chúa sẽ không phải chết muôn đời. Xin ban cho linh hồn Đa Minh được vào nơi sang năng và bình an của Chúa. Xin ban cho linh hồn Đa Minh được vào nơi sang năng và bình an của Chúa. Đồng là đồng có tươi, Chúa chân cho tôi nghỉ ngơi. Suối ngọn có non xanh rì, tôi đâu còn thiếu thốn gì. Vui tay mà cũng vung tay, chân tôi theo neo chim. Chúa thương tôi như con người Ngài. Để tôi nay nhìn thấy Chúa đưa về xuôi đời đời. Đồng là đồng cỏ tươi, Chúa chăm cho tôi nghỉ ngơi. Xuôi ngọt có non xanh vì tôi đâu còn thiếu thốn gì. Vui thay mà cũng vui thay, vui thay là đồng cỏ tươi, Chúa chan đem tôi vô nghỉ ngơi. Đây là người đầy tớ trung thành trong
không gian nào. Đây là người đầy tớ kiên vững trong niềm tin. Xin Chúa đừng bình xét những lòng tình thứ tha. Chúa nhân từ khoan dung nguyện thứ tha cho người. Đời Chúa xin xót thương linh hồn này, xin dẫn đưa linh hồn này về nơi an vui bên Chúa. Về nơi an vui bên Chúa. Thank you.
Bố. Bố ơi. Bố ơi, các anh chị về thăm bố. Bố ơi. Bố ơi. Bố ơi. Kính thưa gia đình tăng quyến, thưa mọi người hiện diện nơi tăng trưởng. Trong lúc toàn thể giáo hội đang bước vào mùa trai thánh, thì giáo dâu tư nhận được tin báo buồn của gia đình. Cụ chỉ Đa Minh Nguyễn Văn Ngữ, người anh cả của giáo dâu tư, đã ra đi về với Chúa. Toàn thể hàng dâu xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình bà cùng gia đình tăng quyến, và xin được tóm lược cuộc đời và những công lao của cụ cống hiến cho giáo dâu. Cụ Đa Minh Nguyễn Văn Ngữ sinh ra và lớn lên tại giáo dâu tư xứ Ninh Cường, nay là đền thánh Ninh Cường. Lúc sinh thời, cụ là người hiền lành đạo đức và đã được hàng dâu ưng bầu làm khóa quản, và ông bà đã nhận làm khóa quản nam xong. Tiếp đó, cụ tiếp tục tham gia chức trùm phó. Sau đó, cụ tiếp tục đảm nhiệm chức trùm chánh. Tất cả các khóa cụ tham gia đều hoàn thành và hoàn thành xuất sắc. Hàng dâu xin được ghi nhận và truy báo Misa nhất lễ cho cụ. Hai cụ sinh được 3 người con trai và 5 người con gái. Các con của cụ đều đã trưởng thành và tiếp bước người cha kính yêu của mình, như ông bà Trùm Xuân, ông bà Quản Thu, đã là ông bà Trùm Cựu và bà Quản Cựu, ông bà Hạ và ông bà Cảnh, cũng như các con của cụ tuy ở xa nhưng lúc nào cũng luôn hướng về giáo dâu, và mỗi khi giáo dâu cần công cũng như của, các vị, các con của cụ cũng đã nhiệt thành giúp đỡ để công trình của giáo dâu sớm được hoàn thành. Kính thưa gia đình, thưa hàng dâu, để tỏ lòng thương tiếc cụ, hàng dâu thành lập các đoàn lễ viếng đại diện hàng trùm do ông trùm Phán làm trưởng đoàn.
đại diện hàng quản do ông Quản Phương làm trưởng đoàn, đại diện hàng trương do ông Trương Hoan làm trưởng đoàn, sau đó đến tất cả hàng dâu sẽ nên dâng hương kính viếng linh hồn cụ, và đại diện cho hội con Đức Mẹ do bà Quản Mơ Thủy làm trưởng đoàn. Và giờ đây giờ dâng hương xin được bắt đầu. Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi,
bởi phép đưa Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh chịu nạn đời quan phong Siêu Pinato chịu đóng đánh trên cây thánh giá trên bà tan xa xuống ngộ tổ tông ngày thứ ba bởi trong mẹ chết và sống lại lên trời ngự bên hiểu đức Chúa cha phép tắc vô cùng ngày sau bởi thầy xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết tôi tìm kinh đơn Chúa Thánh Thần tôi tìm có hội thánh hàng có khắp thế này các thánh thông công tôi tìm phép tha tôi tìm sang loài người ngày sau sống lại tôi tìm hàng sống vậy amen. Chúc tụng Thiên Chúa là cho Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, là cho nhân từ cùng là Thiên Chúa mọi niềm an ủi, là đấng an ủi chúng ta trong mọi nơi gian chuộng. Chúng con tôi cùng Chúa. Chúa thương gọi tôi về. Hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca. Ngàn dân tôn ngơ, tôi thật vinh phú. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Ngày ấy, Chúa các đạo binh sẽ thiết đãi các dân trên núi này một bữa tiệc. Và trên núi này, người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân và tấm màn trùm lên muôn nước. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người và trên toàn cõi đất. Người sẽ xóa sạch nỗi ô nhục của dân người. Đức Chúa phán như vậy. Ngày ấy, người ta sẽ nói: đây là Thiên Chúa chúng ta. Chúng ta từng trông đợi người và đã được người thương cứu độ. Chính người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông. Nào ta cùng hoan hỉ vui mừng bởi được người cứu độ. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Kính thưa ban nhiều cũng giao giao, thưa ông bà anh chị em, hôm nay gia đình anh chị em chúng tôi không bao giờ quên được là ngày mà Thiên Chúa gọi người ta người ông đáng kính đáng mến đáng nhớ của chúng tôi ra khỏi thế gian này. Với thân xác mỏng giòn, yếu đuối, chúng tôi cho đây là một sự mất mát lớn nào không lấy gì bù đắp lại được. Trong lúc anh chị em trong đại gia đình đang bối rối, ưu phiền, thì lại được quý ông bà, anh chị em trong giáo dâu đã đến động viên, an ủi mọi người chúng tôi bằng cách cầu nguyện cho gia, cho linh hồn đang mình phát tình. Chúng tôi xác tín lời cầu nguyện của ông bà, anh chị em giáo dâu hôm nay là một của lễ cực kỳ quan trọng dâng lên Đức Kitô đầy lòng thương xót. Chắc ăn chúng tôi chắc chắn là Chúa sẽ nhận lời cầu nguyện của ông bà, anh chị em, chẳng những tha thứ hết những lỗi lầm cho linh hồn đa minh mà còn ban tặng cho linh hồn đa minh một phần thưởng, một hồng ân vô giá là đa minh sẽ trở thành con cái của Thiên Chúa và được hưởng ánh sáng tôn nhan Thiên Chúa cho đến muôn muôn ngàn đời. Lời cầu nguyện này thật không lấy gì để đáp ứng, đền đáp được.
chúng tôi chỉ biết nguyện xin mẹ Maria Thánh cả Giuse nhận lời cầu nguyện của ông bà anh chị em dâng lên trước tòa Chúa, xin Chúa đoái thương và ban cho linh hồn đam mê của chúng tôi được nguyện ý. Xin Chúa cũng đổ tràn đầy hồng ân xuống trên ông bà anh chị em, ban cho mọi người trong giáo dâu dâu tư luôn được mạnh khỏe, bình an, có đầy đủ ân Chúa mà vượt qua được căn bệnh dịch nguy hiểm đang hoành hành loài người này. Xin Chúa cũng nhận lời cầu chúc này và ban cho ông bà anh chị em được như vậy. Tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng, qua lời cảm ơn của một vị đại diện cho gia đình tăng quyến rất là sâu sắc, giáo dâu chúng tôi cũng xin ghi nhận và một lần nữa xin phân ưu chia buồn cùng tăng quyến, gia đình, bà và tất cả anh em, các ông, các bà, anh em trong gia đình tăng quyến. Xin Chúa sẽ mau gạt nước mắt vơi đi của gia đình trong lúc tang quyến đang bối rối và đau buồn này. Một lần nữa chúng tôi xin hết lòng trân trọng cảm ơn. Một lần nữa thay lời cho gia đình hiếu kính, chúng con trân trọng cảm ơn tình cảm của đoàn đại biểu giáo dâu tư đền Thánh Ninh Cường. Con nguyện này Chúa xin hãy mở miệng nói.
Chúa chúng con cho khỏi kẻ thù như nhân cha và con. Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thương thật có con. Con này tin thật Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế nào người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy sống vậy. Amen. Lạy nữ vương mẹ nhân này,
kia lại nở. Người mất rồi vạn thuở tìm đâu, từ đây cách biệt âm dương, người về với Chúa biết nơi nào tìm. Hãy dành một phút lặng im, tỏ lòng thương tiếc trong tim mỗi người. Nghiêm trang đứng trước linh sàng, ngào ngạt hương đưa quyện khói nhang, tiễn người ngàn năm yên giấc ngủ. Xin mời toàn gia quyến chúng ta hướng tâm về trước linh sàng, dành một phút vĩnh biệt cụ Đa Minh lần sau cuối. Phút vĩnh biệt xin được bắt đầu. Như vậy là tuần hương tiễn biệt của gia đình Tam Quyến dâng lên cố Đa Minh lần sau cuối vào buổi sáng hôm nay đã được hoàn tất.